Xong đi. Mày thấy kinh chưa? Sợ không? Em chăm chấp. First blood. Minions have spawned. Tự nhiên có mắt xài. Thấy tim mình chết queo rồi đó. Tự nhiên có 15 đồng. Đây có 5 đồng nè. Một con rip, trời ơi, farm nhiều quá. Em farm vô thịt. Một phút 40 mà farm 2 rồi. Lính lính à. Do not fear the shrouded path. Hồn tớ mất lắm. Thời gian không cua ghê. Đi xin với cho nó một mạng hả trời. The shadows have enlightened me. Mưa hồi cũng cháy trăng trời ngày qua. Sao còn mưa có hết sạch. Secrets kept, our weapons wasted. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt anh sẽ còn như thế sao? Màu màu ước mơ lâu nào về nhau, mong được chơi. What I have done cannot be undone.
technique is forbidden. Giết luôn rồi rip đạch chết không. Hồi máu vai đái fucking vai đái má, má nó mắc quy cái kia đập đau thật chứ má nó lát lên nó làm phát hết hồn luôn chết quẹo luôn e đập mới đau chứ. Mắt quy đập với đau mà. Mắt e mày vô đánh nó là mày không có đường phản luôn. Mắt quy mày còn phản được. Nó không có kéo bóng tôi luôn á. Đập thẳng luôn á. Nó ăn lù nữa này. Đánh. Mới ulti rồi, mới ulti chói hết bèo rồi đó bà nữ cha nhỉ cục sốc dậy luôn hả cha rồi cục xúc thiệt. Tặng bao nhiêu lít bạn nữa. Giờ được không muốn vừa đưa lại thích chết được không. Má có con cua thôi mà giành giật nhau kinh khủng thiệt. Đúng giành chết đói. Ừ.
đúng mà sức đấy. Có khi nào Lee Sin ra đập mình luôn trời. Tại nghe đó đó. Kính gió. Đó nè, cần nghe cắm mắt không? Cho buộc công ty nó bọc đầu nữa. Bây giờ do làm gì nữa? Rồi nó chúng này chúng gió Thank you.
lần đầu tiên. Anh đi qua cho đẹp lắm rồi. Nó tóc ba thằng đẹp thế mà không giết được. Con bờ la nó tung rồi lấy gì bánh. Qua có mã đâu mà có anh tiêu một cái. Tiếp một kill, pentakill. Xin nó tại chỗ kìa. Double kill. Mục đích đi hên xui. Chơi game mà nhớ hên xui đi kè thuê lắm gì nhỉ. Canh mắt di chuyển đo đếm trước khi bắn đi. Các bạn mắng chứ bây giờ xe mắng đây bị sai rồi tao. Đợi cả đám đi. Bị tên nè. Trời ơi. Sao mà ra phát ra. Gần nó là chết. Cái con này đúng phải rồi. Nào mày ta phải rồi. Mày phải. Nó cầm cái cuồng quyết còn không hút được nhiêu ta. Cầm nhiệt quyết luôn như rồi. Bơi đâu. Bơi ra mất. Đi gần rồi.
thì tứ lên xa chỉ được 25% là tối ra 20%, tứ lên xa chỉ được 25% là rốt cuộc là đủ. 25% của 20% đó hay là sao? Thế nào? Thì lên quái thôi, còn lên tướng thì nào cũng được như như em. Thì hay, thì 50% của cái 20% đó. Pha má ơi, coi vừa nhìn gì thế mà. Bộ này hết tiền rồi. Nó dọc được cái bóng thì chết. Vậy nó chết nó để lại cái bóng. Ây chết nó. Được chết sớm đi là được rồi. Tại vì em nuốt anh làm bớt anh luôn. Anh nuốt anh bị chết sớm rồi. Tao đang giải thật mà, đậu xanh tao đang cầm cái lóc mà nó đứng nó là tao lóc nó lên tao ti rồi. Chết sớm gì. Nè thằng quỷ kia nó chết tao để lại cái bóng đó. Làm đặt cái bóng cháy que tao luôn. Em quấn lại cho bot luôn kìa. Quấn lộn lại cho bot luôn. Ủa nó 200 mấy giáp quá đó phải. Nó 200 mấy giáp. Quánh nó lại luôn á. Nó quánh chừng nào xuống máu mày. Nó quánh tôi đầy máu mất cái nội tại luôn kìa. Nó tin được. Rồi mày có thể chết rồi chứ. Tôi đứng ao tu luôn á, tôi bật cái đứt ly hút máu nữa. Lẽ phải làm lại con này mới đúng chứ lên. À rồi con trâu. Một game đã nghỉ. Trả cho tôi game luôn đi. Cho tôi lên luôn đi. Đẹp.